sau khi làm xong thì hai cái rãnh cười của cô cũng mờ hẳn đi, má cũng được nâng cao, mấy cái vết chân chim cũng mờ đi, mấy cái vết nhăn nhăn trên trán cũng mờ đi. Cô thấy cải thiện cũng nhiều đó con. Cô cũng được bác sĩ làm trực tiếp nên cô rất là yên tâm. Đầu tư không gian thiết kế đẳng cấp chất lượng 5 sao, Baby Thanh Mai luôn đi đầu trong suốt 23 năm qua trong lĩnh vực làm đẹp dưới sự điều hành của thạc sĩ kinh tế MC Thanh Mai. Baby Thanh Mai vinh dự nhận được vô số các giải thưởng như Thẩm mỹ viện tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương, Thẩm mỹ viện sở hữu nhiều ca trẻ hóa da hiệu quả nhất khu vực,